Thưa quý vị, Hà Nội sẽ nâng cấp phần mềm quản lý F0 tại nhà, giúp người dân không phải trực tiếp ra xã, phường làm các giấy tờ thủ tục. Theo đó, tận dụng nền tảng phần mềm chăm sóc F0 tại nhà đã được Sở Thông tin và Truyền thông Sở Y tế phối hợp với đối tác triển khai cuối năm 2021. Nghiên cứu phát triển để thêm các tính năng như cho phép trả 4 mẫu, gồm kết quả xét nghiệm, giấy nghỉ ốm, đơn thuốc, giấy xác nhận khỏi bệnh cho F0 điều trị tại nhà qua mạng. Sau 10 ngày phối hợp giữa các bên phần mềm cơ bản đã hoàn thành, Chữ ký số sẽ được cấp cho trạm trưởng, trạm phó, trạm y tế xã phường. Với số lượng hơn 1.000 chữ ký số, Ban cơ yếu chính phủ sẽ hỗ trợ Hà Nội. Sự kiến lập kế hoạch triển khai tập huấn cho cán bộ về chữ ký số, cố gắng đưa phần mềm vào triển khai trong tuần sau.